Đây, giới thiệu các bạn là một căn nhà nha, chỉ có toàn màu đỏ và màu trắng thôi. Đây, anh em mình làm đá hoa cương, hôm nay bàn giao căn này nha. Cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ anh em bên xây dựng vlog nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hôm nay em sẽ review cho anh em chiếc nhà ngang 4m, dài 17m. Nhà này hình chữ L, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Đây là cái phòng thờ này. Đây phòng ngủ. Đây một toilet này. Tới đây một cái cầu thang này. Cầu thang này làm đá nhỏ, đỏ nhuộm bông lớn nha các bạn. Đây anh thợ cầu thang đang còn vệ sinh cái dao này. Tại vì bằng gỗ cằn xe ha. Kế tiếp là một cái phòng ngủ này. Là một cái nhà vệ sinh này. Đây cái nhà vệ sinh. Đấy. Xong đến một cái phòng ngủ lớn được xong. Không gian cực kỳ thoáng mát này. Cửa nhôm hệ 700. Đây cầu thang 21 bậc. Làm đá đỏ nhuộm. Mâm xẻ 6. Chuẩn bị xẻ 6. Con là cắm xuống. Còn anh thợ sơn này. Đấy. Còn đây anh thợ đá này. Quay lên trả thân cá cái coi. Ở dưới là công năng phục vụ, ở dưới là một phòng khách kia. Đến một cầu thang. Xong đi đến bếp. Đây. Bếp 2 cấp. Dưới nước, trên hỏa. Đấy. Rồi đến một phòng ngủ, một nhà vệ sinh dưới. Quét nhà ra. Đâu rồi? Máy rồi, à, súng rồi. Đây là một chiếc cầu thang anh em mình đã thi công trọn gói như này. Đá hoa cương đóng đổ xây, làm đá hoa cương trọn gói đã xong. Bàn giao cho chủ nhà nha. Quay lại cho anh em tham khảo. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ cho anh em mình nha. Chào nghe cái tiết đầu này.